mày chưa? Rồi. Rồi nháy một phát. Rồi rồi. Rồi thằng đó hả? Rồi nháy rồi, nháy rồi. Để chờ. Lấy đồ đây nè, quý vị. Tập xong cái quên đồ luôn. Chuẩn bị lên điện Tam Thế của chùa Tam Chúc. Còn chùa Ngọc ở trên nữa. Trên này mới có xe điện nhá. Mày muốn lấy camera nào cũng được.